Hey, what's up, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel mình. Thì clip ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một món rất là hay, rất là ngon. Món gì ạ? À? Muốn biết món gì không? Biết. Khui nồi. Yeah. Yeah, tụi kia mình dỡ nắp lên. Cánh gà. Thì ngày hôm nay là mình sẽ nướng cánh gà sa tế nha các bạn ơi. Thì Phú là hồi giờ Phú ăn nè, đùi gà nè, rồi tới gì nữa nhỉ? Chân gà này, giờ tới cánh gà nữa cho nó đủ bộ phận con gà nha bạn. Mai mốt phô con gà luôn. Phô con gà luôn. Bữa sau là mình chơi nguyên con gà luôn và đủ hết bộ phận của nó luôn đó. Thì các bạn thấy không? Thì mình đã ướp hết gia vị rồi, nhìn nó cũng khá là hấp dẫn. Cái gia vị này chỉ có độc quyền và chỉ có kênh NTTV mới có thôi nha các bạn ơi. Đấy. Qua đây. Đây. Các bạn thấy không? Nghe là nó xèo xèo liền nha các bạn ơi. Đây. Đây các bạn thấy không, nghe là nó xèo xèo liền là thấy ghiền liền. Bữa sau anh em mình sẽ làm món gà kép xe nha, đủ không ta, hay là mình sẽ đấy. Mình sẽ thiết kế một cái nó 7 cánh hả, bao nhiêu nhờ? 7 cánh mà. Ồ, 7 cánh đúng rồi. Trời ơi, ăn như, 7 nó mới dài á, nhìn như cái đùi ếch đó nhờ. Trong này nó có gái xanh nhìn nhờ. Nhìn giống đùi ếch quá nhờ. Cái này mà giống cái chân nữa. Các bạn nhìn thấy cái nước sốt của bọn mình không, quá là hấp dẫn nha. Đấy. Ok liền nha. Đây. Rồi, đi bài luôn nha các bạn ơi. À. Ôi ôi. Khói bụi tùm lum hết rồi. Để thang cho nó tự nó chín là được rồi. Okay. Xuống lấy cái nắp lên đây. Trời ơi. Chú mày nướng giờ là không cần thổi nữa nha Phú ơi. Đây các bạn thấy không? Nhìn nó bắt đầu nữa nó hồng hào rồi đó. Nên mày khùng nữa. Khùng nữa. Biết tao kêu mày cầm cái nắp đây làm gì không? Không biết làm gì. Xíu kêu về cầm lên chứ có làm gì đâu. Tao kêu giờ đi đem cái cọc một tí là nó cháy luôn đấy nha. Đây, chờ mấy cái. Nhìn cái đùi gà. Đó, thấy chưa? Cháy nè, thấy không? Đùi ếch đây. Đấy, cháy. Ủa, cái này dễ chín đấy nhờ. Đấy, thấy chưa? Cháy nè, thấy không? Dễ cháy. Chờ đi, chờ đi, chờ. Chờ, chờ. Đó, thấy không? Cắm cối nướng này, thấy không? Bỏ than vô tại giờ hết trơn luôn các bạn ơi. Nè, phú nướng nè. Cháy tùm lum tùm la hết. Học đụng cầm gì đây? Không, cầm cho có lẽ thôi. Tự nhiên cầm cho có lẽ, người ta nướng đây, anh ta cầm không làm cái gì hết. Ủa, mày nghe chú không nấu chưa? Không biết. Không có làm mà đòi có ăn, ăn gì biết không? Không, ăn được gà. Nhanh chơi cầm ơi. Tranh thủ với trời, chỗ mình nay nó mưa sớm lắm các bạn ơi. Đấy. Nhìn là thấy tí hả? Tưới từng ớt lên. Trời. Nhất hai cái đếch cạch cạch luôn đó các bạn ơi. Ok thì nó cũng đã sắp chín rồi các bạn ơi. Thơm lắm rồi các bạn ơi. Thì ok các bạn ơi, thì sau một thời gian thì bọn mình cũng đã nướng gần xong. Đây các bạn thấy không? Nướng gần xong luôn và bọn mình đã chuẩn bị một ít rau với lại chai tương ớt. Lần này là mình chuẩn bị một chai tương ớt khổng lồ luôn nha các bạn. Ăn cho nó phê luôn nha các bạn. Thôi bỏ vô nha. Hả? Thôi nướng sơ sơ đó đi, các bạn nhìn thấy không? Nướng sơ sơ qua thôi là nhìn thấy. Ôi trời. Phê rất là phê. Má con nhập thân quả luôn. Ăn một cái là sốc tới não luôn đó nha các bạn ơi. Đây các bạn nhìn thấy không? Rất là phê luôn nha các bạn ơi. Thì ok các bạn ơi, thì sau khi là bọn mình cũng đã nướng xong và bây giờ bọn mình sẽ thưởng thức xem thử lệnh cái phần thử của mình. Yeah. Ok bây giờ bọn mình sẽ thưởng thức thử nha. Đây cho Phú thưởng thức trước luôn. Cái nào chọn đi. Cái này. Không. Đây Phú sẽ thử. Phú thưởng thức. Mình nóng. Đó thưởng thức đi, vậy nó mới ngon. Đó 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 đó. Rồi thêm tương ớt không? Không. Trời ơi chú cầm này Phú. Nhìn nè. Đây nhìn nha. Thấy không? Rồi chỗ bằng chương đi. Đấy. Trời ơi. Mời các bạn nha. Trời ơi, cánh gà nướng sa tế. Mày nhớ là món này là món ướp thần thánh của chú nha. Độc quyền. Trời ơi, cắn một miếng này Phú. Ok. Ngon. Ok. Rồi, thử đi. Thử miếng à. Đấy là luôn. Đây mà miếng cánh này hơi được ngon. Đây. Ok luôn. Nguội rồi. Nguội mà còn nóng. À, được không? Không, để Phú ăn thử một miếng đã. Ok. Mời các bạn nha.
Xuất sắc luôn đó. Ngon phải. Ngon à, tương ớt cho thêm miếng tương ớt. Đây. Rồi. Đúng bài luôn nha các bạn. Đây hả? Hôm này là mình làm KFC hả? Hợp lý. Rồi. Sao không? Ngon. Được. Các bạn nướng là các bạn phải ướp cho nó đều lên. Với lại các bạn nướng mà các bạn phải chở qua 2-3 lần với cái nước sốt để cho nó thấm và thêm dậy mùi hơn nha các bạn. Thì các bạn ăn thêm kèm với lại tương ớt thì nó sẽ ngon hơn. Thì lần trước là mình ăn với gì nhỉ? Lần trước là mình ăn với nước chấm. Đâu? Muối chanh chứ. Đúng rồi, lần trước ăn với muối chanh thì nó cũng ngon nhưng mà nó không có dậy mùi cho lắm. Đó. Các bạn không? Ớt chanh, đúng rồi, ớt chanh. Bộ vầy sống sao nổi không? Trời ơi. Sống không nổi luôn chứ. Sống không nổi luôn các bạn ơi. À các bạn ơi. Sao? Thử thử thức ra. Ok không? Đây bây giờ mình cũng thưởng thức cho các bạn xem nha. Đấy. Đây 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 đây. Đây. Đây các bạn thấy không? Đây, ăn không? Cho ăn không? Đây các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ lưới miếng này nữa cho mình. Ui. Cái dây kẹo quá. À, cút nó đi. Nha. Trời. Đây, rồi lưới tương ớt nữa nha. Đó. Nè, các bạn nè. Nhìn nè, nhìn nè. Trời ơi, sống xong nổi Phú ơi. Nè. Đúng chưa? Rồi. Ai cho không miếng nữa rồi. Học nói luôn. Rồi. Ăn kèm một miếng rau cho nó đỡ ngán nha các bạn ơi. Quá là ok luôn các bạn. Đây nhìn đây. Thú nhìn đây. Đù. Nhìn sao đi luyện vậy? Đi luyện chứ. Chuyên nghiệp hả? Trời ơi. Đây. Đây nhờ các bạn. Mời các bạn nha. Trời ơi, rất là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp quá mà. Đây. Này người ta ăn người ta phải. Đó, bài bản rồi đó. Phú ăn. Đấy. Khá là ok ạ. Ngon phải. Ngon phải không? Cái xương mình bỏ xuống dưới đi. Xương mình bỏ xuống dưới. Sao lần này ăn được hơn cái đùi gà đường trước không? Nhưng mà mình thấy cái đùi gà nó vẫn ngon hơn đúng không? Đùi gà to. Ăn đã hơn đúng không? Đây bây giờ mình mời bạn thêm cái nữa nha. Đó. Sao Phú ổn định không? Ổn định. Vô không? Đây mình mời các bạn thêm cái nữa. Nè, nhìn nè. Cho Phú nó tưởng. Phú bỏ xương xuống luôn kìa. Đó, bỏ xuống. Đấy. Ai. Ôi ôi ôi. Đây sống sao nổi Phú. Nè, nhìn nè. Về tới nách luôn các bạn ơi. Về quá thơm luôn. Không. Nè, lưới tương ớt lên. Phải lưới tương ớt lên mình ăn nó mới ngon nha. Rồi, các bạn thấy không? Đó. Đây các bạn em. Ngon. Ngon. Ui chung nè. Ăn rau giống như ăn cỏ mà, đúng không? Rồi. Nhìn nè. Ui, nhìn nè, đã chưa? Phú, nhìn đã chưa? Đã. Ui, nó bốc khói rồi luôn. Đây nè. Phút này nè, mình cắn ăn nó mới phê nè Phú. Phú. À. Phút này mình cắn ăn nó mới phê nè Phú. Nè các bạn nè.
Wow. Wow. Trời ơi. Như vậy sống làm sao nổi quá. Trời ơi. Quá là phê luôn. Ngon mãi. Trời ơi. Ủa, nhìn nè. Sao cái cánh với cái đùi gà nào ăn ngon hơn? Cả hai. Cả hai hả? Là xạo nữa. Cả hai, cái nào ăn cũng ngon. Bữa trước ăn đùi gà mất vị, bây giờ ăn cánh gà ngon. Khôn cướp mà. Cả hai ngon. Còn chân gà sao? Còn chân gà sao? Chân gà thì ngon, cả ba luôn. Nước sốt độc quyền cái nào cũng ngon. Đúng không? Trong nhà không? Nước sốt độc quyền là cái nào nó cũng ngon hay không? Quan trọng là nướng ai cũng nướng được đúng không? Quan trọng là cái nước sốt. Đây, cho ít tương ớt này làm gì mà cực khổ quá vậy? Đây, cho ít luôn nè. Đây. Đó. Công nhận không? Công nhận nước sốt không? Nước sốt càng ngon ăn cái gì nó cũng thấy ngon đúng không? Dục luôn. Thì ok các bạn ơi, thì sau một thời gian thì hai ông mình cũng đã lưỡng lự và ăn gì vậy? Sao thấy ẩm thực chú làm ok không? Không. Các bạn nghe nói không, nó chê rồi, để xong những chỗ này tao cảm nhận của Phú sau khi ăn cánh gà nó sẽ như thế nào. Như thế nào? Nước được cái nước sốt là nó ngon. Ui, có hồi đó mà có nước sốt mà quét lên mà chấm một cái hả? Đù. Nhất nát con bà bảy luôn. Cái gì mà nhất nát con bà bảy? Nhất nát con bà chín bà mười á. Nhất nát con bà chín bà mười luôn. Ok, và hy vọng các bạn thích video clip này. Nếu các bạn thấy ý tưởng này hay, hãy cho mình một nút like và nút subscribe luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã chiều, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo.